Sắp đến Giáng sinh rồi, thế nên hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái kỷ niệm của Giáng sinh thời thơ ấu của mình. Vì vlog này sẽ xoay quanh bản thân mình, thế nên nếu bạn nào mà không thích xem thì tốt nhất là nên dừng lại hoặc là chuyển kênh, chứ đừng có vào bình luận rồi chửi bới loạn xạ các bạn. Bởi vì nói thật là mình cũng đéo quan tâm đâu. Hồi bé thời cấp 1 tầm lớp 4, lớp 5, mình nhớ rất rõ là mỗi khi Giáng sinh đến, tầm 2-3 ngày trước Giáng sinh là mình lại rất háo hức để viết thư đòi quà ông già Noel. Kiểu cháu cả năm nay ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ các thứ, cháu rất xứng đáng để được nhận quà ông ạ, thế này thế kia bla bla bla. Kính gửi ông già Noel, năm nay cháu rất là ngoan, nghe lời ông bà, bố mẹ. Thằng Việt đâu, dâu chưa rửa bát lần nào? Ông có nghe thấy gì không? Cháu chẳng nghe thấy gì cả. Không biết không có tội ông nhỉ? Để cháu tiếp tục vào vấn đề chính. Đến đâu rồi nhỉ? À, là đến đoạn cháu rất là ngoan đúng không ạ? Cháu vâng lời mọi người, cũng không cãi người lớn bao giờ cả. Đấy là vấn đề về đạo đức. Còn kể chuyện học hành thì cháu cũng chăm học lắm, siêng năng, cần cù, chịu khó. Mỗi tội số đen đúng không ạ? Nên kỳ vừa rồi cháu được học sinh tiên tiến. Như đã nói thì cái này nó thuộc về số phận con người rồi, không phải lỗi của cháu ông ạ. Nên theo luật mà nói thì cháu vẫn tự thấy mình xứng đáng được không cho quà. Sau khi viết thư xong thì mình cho vào phong bì xong rồi dán tem cẩn thận, rõ ràng đầy đủ ghi nơi đến nơi đi các thứ. Xong rồi mình đòi bố mẹ mình bằng được phải đưa mình ra bưu điện rồi tự tay bỏ vào hòm thư. Đến lúc bỏ được cái thư vào hòm rồi, nghe thấy cái tiếng mà thư rơi chạm vào đáy của hòm rồi, cảm giác như kiểu là vừa thi học kỳ xong vậy, cảm giác rất là thoải mái. Xong mình đứng đấy ít nhất cũng phải tầm 5 phút để đảm bảo rằng là không có việc gì xảy ra với thư của mình cả. Xong có mấy đứa kiểu cũng trạc tuổi mình cũng được bố mẹ đưa đến để bỏ thư vào hòm, thì mình đứng ngay cạnh hòm thư mặt rất là tự đắc, kiểu sao bây giờ mới gửi thư ra nào, chuyện làm ăn mà chậm trễ thế này là hỏng hỏng. Về sau nhà có hòm thư riêng ở ngay trước cửa, thế nên mình chỉ việc chạy xuống cái nhà và bỏ thư vào hòm. Nhưng mà có một đợt mình nhớ là mình đứng ở ngay sau cửa rình để xem ông già Noel có đến lấy thư thật không, thì mình phát hiện ra là bố mình xuống lấy thư đọc. Sao bố lại đọc thư của con? Đây là cho ông già Noel cơ mà. Ai của mày tao đang đọc thư của mày? Bộ mày tưởng có mỗi mày gửi thư cho ông già Noel thôi à? Đây là thư của bố. Thế bố xin gì thế? Bố xin cho gia đình mình luôn có sức khỏe dồi dào, luôn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau con ạ. Sao bố xin phí phạm thế? À hay là bố xin cho con cái máy điện tử đi, để con viết thư xin ông già Noel cái khác cho đỡ phí. Thằng này mày được voi đòi hai quả trứng à? Không có xin xỏ gì hết. Lên nhà xem mẹ làm gì. Mẹ ơi, mẹ ơi. Kìa em, có hai đi chặt ra đừng để nó về. Mẹ đang làm gì thế? Lên nhà ngủ trước đi, mẹ với các cô đang bận họp. Thế nhá. À, tưởng hai mà ghê cơ. Tứ quý ba của bà chờ lâu lắm rồi đây này. Tí cống nghe cưng đến vãi. Thật tình thì năm nay mình cũng bu lão bỏ xử, chắc ông già mình không biết đâu. Nhưng mà nghĩ lại cứ thấy day dứt kiểu gì thế nhỉ? Cái vụ ném đá vỡ đầu thằng lớp bên cạnh thì thực chất mình cũng có chút lỗi, vì là thằng ném, cơ mà tại thằng kia nó không chịu tranh ấy chứ. Người ta đã bảo là tao ném né rồi, không biết đường mà đi tránh đi, cứ gân cổ bố thách. Khổ, may mình chưa ném hết sức, chứ mình mà ném hết sức thì chắc chưa. Thường thì sáng hôm sau dậy, quà thường hay ở trong màn hoặc là được giấu trong chăn hay là xung quanh phòng. Đương nhiên đấy, đôi ba đen mà tưởng ghê á. Đôi
tôi bốn đen này. Đen mà. Tí thì về. Hết chưa? Hết chưa? Hết rồi đi. Đôi gì? 3 4 5 tép. Ba thằng ca lại quy. Đùa chứ mẹ mình không có chơi bài đâu. Con chào mẹ. Đó là cái tuổi thơ dữ dội của mình thời Giáng sinh mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được. Mặc dù bây giờ cũng đã lớn rồi nhưng thỉnh thoảng mình vẫn hay viết thư gửi ông già Noel. Kính gửi ông già Noel, năm nay cháu rất là ngoan ông ạ. Thôi được rồi, năm nay cháu học rất là giỏi ông ạ. Kiểm tra miệng nhá. Con cầu tràn, con thầy vật chân. Con thoát gần đây, con trái đức. Không thủng du nữa. Nam. Đen vã. Đùa số may vừa là. Thật ra tính cả rồi. Ông nghĩ tôi là ai? Chết tết đeo nó được. Đưa việc mất trật tự, không để ạ. Đeo. Đã thấy tự mua.